chưa đến tuổi tiêm vaccine đã mắc bệnh sởi, nguy cơ bùng phát dịch. Cả 3 bệnh viện nhi của thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận trẻ nhỏ mắc bệnh sởi phải nhập viện, đồng thời đã xuất hiện các ca trong cộng đồng, nguy cơ dịch sởi lây lan là rất cao. Ôm cậu con trai 8 tháng tuổi trong khu vực cách ly tại khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, chị Đỗ Thị Lanh 24 tuổi ngụ tại Trà Vinh chia sẻ, bé bị tiêu chảy từ giữa tháng 5, điều trị nội trú 2 tuần tại khoa tiêu hóa. Sau đó bé được các bác sĩ cho ra viện, về nhà chưa được 1 tuần. Ngày 7 tháng 6 lên tái khám thì bé sốt nóng, sau đó nổi ban đỏ khắp người. Lập tức bé được chuyển lên khoa nhiễm thần kinh với chẩn đoán mắc sởi biến chứng viêm phổi. Đáng lo ngại, bé chưa đủ 9 tháng tuổi để tiêm một mũi vaccine ngừa sởi. Theo bác sĩ Dư Tuấn Quy, trưởng khoa nhiễm thần kinh, khoảng 1 tháng nay, khoa đã tiếp nhận 5 ca mắc sởi, chủ yếu đều biến chứng viêm phổi. Trong đó có nhiều trẻ bị nặng trên nền bệnh teo đường mật bẩm sinh, xuất huyết giảm tiểu cầu. Ngoài bé 8 tháng tuổi, khoa cũng đã điều trị cho một bé 7 tháng tuổi mắc sởi biến chứng nặng có tiền căn viêm phổi nhiều lần. Bác sĩ Quy cho biết chúng tôi rất lo ngại vì các bệnh nhi chưa được tiêm vaccine ngừa sởi do chưa đến tuổi hoặc phụ huynh chưa cho đi tiêm. Các bé rất dễ gặp nguy hiểm khi bị sởi tấn công. Những tuần gần đây, Bệnh viện Nhi đồng thành phố tiếp nhận 25 ca sốt phát ban nghi sởi, chủ yếu từ các tỉnh thành khác chuyển đến. Cá biệt có một trẻ bị bệnh lý tiêm bẩm sinh, mắc sốt phát ban nghi sởi đã tử vong. Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, từ đầu tháng 6 đến nay, ghi nhận 2 trường hợp nhập viện do sởi. Trong cộng đồng cũng đã xuất hiện 4 ca mắc sởi tại quận Bình Tân và huyện Hóc Môn. Các chuyên gia y tế lo ngại nguy cơ sởi lan rộng, nhất là 2024 là thời điểm chu kỳ dịch sởi 5 năm một lần. Bác sĩ Dư Tuấn Quy khuyến cáo gia đình có trẻ mắc bệnh nền như tiêm bẩm sinh, suy dinh dưỡng, tiểu đường, bệnh huyết học v.v. cần được tiêm phòng đầy đủ vì đây là nhóm nguy hiểm nếu bị sởi. Những trẻ dưới 9 tháng tuổi có thể mắc bệnh do lây từ người lớn hoặc không nhận được kháng thể từ mẹ. Vì thế bác sĩ Quy khuyên các bà mẹ mang thai nên tiêm vaccine ngừa sởi. Bên cạnh đó, người dân cần phòng bệnh bằng biện pháp đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ môi trường thông thoáng, không tiếp xúc với người nghi mắc bệnh. Đến nay, sởi vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, mù lòa, tiêu chảy cấp, viêm não, v.v.